Xin được gửi lời chào đến các khán giả đang theo dõi talk show ngày hôm nay. Tôi là MC Thu Hương, là người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình này. Quý vị thân mến, là phụ nữ thì chúng ta ai cũng sẽ đều rất là quan tâm đến việc làm sao để có thể tự tin hơn, làm đẹp để đẹp hơn và đẹp nhất có thể, đúng không ạ? Và cho dù là chúng ta đã có một làn da đẹp rồi đi nữa thì việc mà chúng ta làm đẹp này, chăm sóc da này vẫn luôn không bao giờ là thừa cả. Bên cạnh đó thì đã có rất là nhiều các chị em sẵn sàng bỏ ra những số tiền không hề nhỏ để có một mục đích chung, đó là gì ạ? Có một làn da thật là đẹp, mịn màng, trắng sáng và căng mọng nữa. Wow, đây là những cái điều mà phải nói là ai cũng đều rất là quan tâm cả. Và đó chính là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng với quý vị, chúng ta sẽ cùng bàn bạc xem là làm sao để có thể bảo vệ cũng như là nâng hạng nhan sắc của mình. Và để giúp cho chúng ta có thể được thảo luận và trao đổi những thông tin bổ ích nhất thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Và đó chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thanh Nho, bác sĩ chuyên khoa da liễu, nguyên bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô ạ. Xin được gửi lời cảm ơn bác sĩ đã đến tham dự chương trình cùng chúng tôi ạ. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Và có một cái vấn đề đó chính là cái hiện tượng lão hóa da sớm. Bác sĩ có thể chia sẻ về tình trạng này cũng như là nguyên nhân vì sao mà có tình trạng da bị lão hóa sớm không ạ? Chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta từ 25 tuổi bắt đầu là ngừng sản xuất collagen. Mà collagen lại là một cái yếu tố để tạo nên cho mình có một cái làn da căng mọng mịn màng. Khi nó sụt giảm collagen, tức là làn da bị sụt giảm thể tích và bắt đầu tạo nên những sự nhăn nheo ở trên khuôn mặt. Thế thì người ta thấy rằng biểu hiện rõ nhất, tức là khoảng từ 30 tuổi thì những cái biểu hiện đấy nó sẽ rõ ràng hơn. Biểu hiện cái gì? Đầu tiên là do sự sụt giảm collagen, sự đứt gãy, thoái hóa của các cái sợi collagen, nó tạo nên những cái vết nhăn ở trên mặt, những nếp nhăn, khóe chân chim, rồi rãnh khóe miệng cười. Đồng thời nữa nó tạo nên một cái sự cấu trúc của da, tạo nên cái sự chảy xệ trên làn da, làm da không thon gọn như trước nữa. Và đặc biệt là trên bề mặt da, nó mất đi cái độ ẩm mịn màng do giảm tiết dầu, da khô hơn bình thường. Và trên màu sắc của da, chúng ta sẽ thấy rằng nó xuất hiện những cái vết sắc tố, gọi là tăng sắc tố trên da, mà biểu hiện rõ nhất là những vết nám, tàn nhang. Thế thì cái nguyên nhân của nó ra đâu? Người ta đã tìm hiểu thì người ta thấy rằng nó có vấn đề cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Nguyên nhân bên trong, đầu tiên chúng ta không thể bỏ qua, đấy là tuổi tác. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là một cái nguyên nhân mà chúng ta có thể thấy là do thay đổi nội tiết tố. Và cái thứ ba nữa là cái nguyên nhân nữa là cái môi trường của chúng ta độc hại, rất là nhiều các yếu tố tác động lên, tạo nên rất nhiều các cái gốc oxy hóa làm cho cơ thể nhanh chóng bị lão hóa. Vâng, như vậy là có rất nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng đến làn da và gây lão hóa. Vậy thì từ độ tuổi nào, độ tuổi bao nhiêu thì chúng ta nên bắt đầu chăm sóc da để tránh lão hóa này ạ? Lứa tuổi 20 là chúng ta đã phải có một cái quy trình chăm sóc da một cách đầy đủ rồi. Và chúng ta phải tập trung nhiều hơn khi mà cái làn da của chúng ta bắt đầu ngừng sản xuất collagen, tức là từ 25 tuổi trở lên, thì chúng ta lại càng phải tập trung hơn nữa và đầy đủ để bù đắp thêm cái lượng collagen đã bị suy giảm và kích thích tăng sản xuất, cũng như là bảo vệ da, tránh bị thoái hóa, làm cho nó tiêu mất các cái sợi collagen nhiều hơn. Thì đấy chính là cái lứa tuổi mà chúng ta nên bắt đầu. Vâng, như vậy là từ độ tuổi 20 là chúng ta đã có thể bắt đầu chăm sóc làn da rồi. Nhưng làm như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ và chăm sóc làn da một cách hiệu quả thì xin nhờ bác sĩ chia sẻ điều này ạ. Cái đầu tiên là các bạn phải biết được da mình thuộc là cái nhóm da nào: da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm hay da dầu. Từ đấy chúng ta phải chọn được cho mình một cái sản phẩm đúng. Và cái thứ hai nữa là các bạn đã đến cái độ tuổi bị lão hóa da chưa? Ví dụ như khi mà chúng ta bắt đầu bị sụt giảm các sợi collagen thì chúng ta phải chọn đến những cái sản phẩm nào nó kích thích tái tạo collagen. Và nếu như chúng ta không có thói quen đi ra ngoài ngừng để chăm sóc da phải bôi kem chống nắng thì chúng ta phải tạo cho mình có được một cái sản phẩm đấy. Và nhất là kem chống nắng, chúng ta lại phải chọn được cái sản phẩm nào nó có cái phổ chống nắng rộng, nó vừa chống được tia UVB vừa chống được tia UVA để bảo vệ cả bề mặt lẫn cái cấu trúc da của chúng ta. Ngoài ra nữa thì chúng ta vẫn không quên là phải ăn uống đầy đủ và có một cái chế độ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Và chúng ta cần phải có tất cả những cái đấy nó phối hợp một cách nhịp nhàng thì lúc ấy mới có được một cái giải pháp chăm sóc da hiệu quả được.
Như vậy là ngoài việc mà chúng ta chăm sóc da, bôi các sản phẩm dưỡng da thì còn rất là nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, như là việc ăn uống, sinh hoạt, điều độ, và thậm chí là chúng ta lựa chọn các cái thực phẩm ăn uống như thế nào nữa. Bên cạnh đó thì việc chúng ta lựa chọn sản phẩm cũng rất là quan trọng cho việc chăm sóc da, đúng không ạ? Ngày nay thì trên thị trường có rất là nhiều những sản phẩm khác nhau khiến cho các chị em cũng rất là mông lung. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ về vấn đề này, làm như thế nào để các chị em có thể tìm được những sản phẩm phù hợp với làn da của mình ạ? Cái việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với làn da của mình sẽ rất là quan trọng. Bởi như nếu không lựa chọn đúng sản phẩm và sử dụng đúng quy trình thì nó sẽ gây ra những hiện tượng da nó sẽ không hấp thụ được các chất đấy, và có những trường hợp là rất dễ bị gây kích ứng da, bào mòn da và da có thể nổi mụn. Và bản thân tôi thì tôi hiện nay thì tôi đánh giá rất là cao bộ sản phẩm chăm sóc da của Dr. Clinic. Thì sản phẩm này hoàn toàn phù hợp với những cái làn da mà đang bị lão hóa và nó ngăn ngừa lão hóa một cách rất là hiệu quả. Đặc biệt thì trong cái bộ sản phẩm này thì tôi ấn tượng nhất về sản phẩm Retinol Dr. Clinic. Thế thì sản phẩm này nó có rất nhiều cái ưu điểm vượt trội so với những sản phẩm có chứa retinol khác mà ở trên thị trường hiện nay vẫn đang sử dụng. Vâng, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến sản phẩm Retinol của Dr. Clinic, và có thể nói là có rất là nhiều những công dụng thần thánh về sản phẩm này mà các chị em có lẽ cũng đã được nghe nói đến. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về sản phẩm này không ạ? Nói về cái sản phẩm của Dr. Clinic, đặc biệt là cái sản phẩm mà nó có chứa retinol, thì nó khác xa với những sản phẩm mà có chứa retinol khác ở trên thị trường. Bởi vì là retinol của Dr. Clinic thì đã được hãng chia sẵn cái nồng độ cho những người mới sử dụng. Có thể là cái retinol nó từ cái nồng độ tăng dần từ 0.3 cho tới 0.5 để phù hợp với những người mới và những người sử dụng lâu quen dần. Và đặc biệt là với retinol của Dr. Clinic thì nó có công thức dưỡng da ban đêm. Nó có chứa retinol nguyên chất, chính là tiền vitamin A. Nó có một cái đặc tính quan trọng là kích thích sản sinh collagen, ngăn chặn sự thoái hóa collagen cũng như elastin. Có những tác dụng đấy nó dẫn tới có một cái hiệu quả là giúp làm mờ các cái nếp nhăn cũng như các cái dấu chân chim ở trên da, làm cho da mình trẻ hóa. Đồng thời là nó còn giúp cho làn da trắng sáng một cách tự nhiên do cái sự căng mọng do kích thích collagen và tái tạo các cái tế bào mới trên da. Và đặc biệt là sản phẩm có chứa retinol của Dr. Clinic thì nó rất là lành tính, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là nó dành cho da mụn thâm rất là tốt. Và với những người mới bắt đầu dùng retinol, tôi khuyên mọi người nên sử dụng chỉ một tuần một lần thôi, và với cái nồng độ thấp. Và sau khi da đã dần dần thích nghi với retinol thì chúng ta có thể tăng dần cái tần suất sử dụng lên, và chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này mỗi tối khi đã hoàn toàn thích ứng với lại cái dưỡng suất của vitamin A này. Và đối với sản phẩm có chứa retinol thì các bạn nên nhớ, đã sử dụng thì phải tránh tiếp xúc với ánh nắng, và với những người phụ nữ đang mang thai hoặc mong muốn mang thai thì phải ngừng sử dụng trước 6 tháng. Như vậy retinol mang lại rất là nhiều những tác dụng hữu hiệu và có lợi cho làn da. Ngoài retinol ở trong sản phẩm Retinol Dr. Clinic ra thì còn có những cái đặc điểm nào là ưu điểm và cái sự vượt trội của sản phẩm so với những sản phẩm khác không ạ? Ngoài retinol thì với sản phẩm này còn có hai thành phần vàng khác cũng có thể giúp ích cho cái việc cải thiện da một cách rất hiệu quả. Đầu tiên đấy chính là thành phần alpha arbutin. Thì nó có một cái tác dụng ức chế hoạt động của cái men tyrosinaza, nó giúp giảm cái sự phát triển hình thành các cái sắc tố melanin để đẩy lên trên bề mặt da, giúp cho da mình nâng tông một cách hiệu quả. Thành phần thứ hai chính là niacinamide, chính là vitamin B3. Ở vitamin B3 chúng ta thấy nó có những cái tác dụng rất quan trọng. Đầu tiên là nó điều hòa cái da dầu nhờn ở trên da. Cái thứ hai là nó làm giảm cái sắc tố trên da bằng cách là nó giảm cái sự vận chuyển cái tế bào melanosome đưa lên sắc tố lên bề mặt da. Chính cái đấy nó sẽ làm cho da mình mềm mại và nó lại đồng thời nữa là trắng sáng từ bên trong, bởi vì ức chế đưa cái sắc tố lên trên bề mặt da, và đồng thời nó lại làm điều tiết cái da dầu để cho da mình không bị nhờn mụn. Cho nên người ta sử dụng rất nhiều trong cái vấn đề những bệnh nhân mà bị mụn thâm hay cái gì thì sử dụng cái niacinamide này rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy rằng trong cái niacinamide nó cũng có một tác dụng là chống lão hóa ở cái thành phần của nó, tức là nó có tác dụng là trung hòa các gốc oxy tự do. Vâng, như vậy là sản phẩm Retinol Dr. Clinic mang lại rất là nhiều những ưu điểm vượt trội và giúp cho việc chăm sóc da của chúng ta được tốt hơn. Ngày hôm nay khi mà đến với chương trình này thì có rất là nhiều chị em đã biết và có gửi rất là nhiều câu hỏi về cho chương trình. Trong đó có một cái câu hỏi của
Một khán giả tên là Trịnh Hoài Thu ạ, có hỏi như sau ạ. Hỏi về một sản phẩm trong bộ Doctor Clinic. Thưa bác sĩ, da của cháu rất nhạy cảm thì sử dụng kem chống nắng Doctor Clinic SPF 50 cộng PA cộng 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 thì có phù hợp hay không ạ? Thưa bác sĩ. Bạn vừa nói tới kem chống nắng của Doctor Clinic với cái hoạt phổ của nó là SPF 50 và PA cộng cộng cộng. Thì cái này nó là một cái loại kem chống nắng mà nó rất phù hợp với các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Và đặc biệt là cái sản phẩm kem chống nắng của Doctor Clinic nó có chứa cái thành phần titanium dioxide. Chính đây nó nói lên là đây là một thành phần chống nắng vật lý, cho nên nó rất an toàn đối với lại cái làn da của các em, nhất là các em mà nó còn đang dưới 20 tuổi, làn da còn đang rất nhạy cảm. Và đồng thời trong cái thành phần kem chống nắng này, chúng ta lại còn thấy có kẽm oxit. Trong cái phần danh oxit ở đây thì nó còn sử dụng ở trong cái trường hợp là chúng ta vẫn chữa những bệnh nhân mà bị mụn trứng cá, là chúng tôi vẫn phải sử dụng cho uống thêm cái oxit kẽm. Thì ở đây nó có thêm cái kem này, cho nên nó rất phù hợp với cả những bệnh nhân mà mắc những trường hợp bị mụn. Chính vì thế khi bạn sử dụng cái loại kem này thì bạn sẽ rất yên tâm, bởi vì khi kết hợp hai thành phần này, chúng ta bôi lên làn da nó rất là mỏng nhẹ, không gây bít tắc. Kết hợp với đó thì chúng ta còn thấy là nó có thêm tàu biển. Tàu biển ở đây nó giúp bảo vệ cho cái da mình, chống lại các cái loại bức xạ của tia UV. Chính vì thế trong cái thành phần của kem chống nắng Doctor Clinic này, tôi thấy rằng nó đạt cái hiệu quả rất là cao, mà lại phù hợp với rất nhiều loại da, và da của bạn có thể là sử dụng rất là tốt mà không lo tất cả những cái tác dụng phụ giống như các cái kem chống nắng khác. Và trong bộ sản phẩm của Doctor Clinic thì cũng có một sản phẩm có tên là Hydrating B5 Serum. Bác sĩ có thể chia sẻ về sản phẩm này không ạ? Thứ nhất là cái sản phẩm Hydrating B5 Serum, nó sẽ cung cấp vitamin B5, giúp hỗ trợ cấp ẩm cho da và giúp da luôn căng bóng và mềm mịn. Và kết hợp với đó thì chúng ta lại thấy còn có trong cái thành phần này chính là Hyaluronic Acid. Nó có tác dụng là giúp cho da mình căng bóng, xóa bỏ những nếp nhăn trên da theo thời gian, và đồng thời nó làm tăng cái độ đàn hồi cho da, giữ cho da mình luôn tươi trẻ, khỏe mạnh. Ngoài những công dụng thần thánh như trên thì cái serum Hydrating B5 Doctor Clinic Skin Care Clinic còn có những phân tử nano thấm sâu vào lớp biểu bì của da, cải thiện cũng như là vị cứu tinh cho những làn da vừa vi kim vừa lăn kim cần được chăm sóc. Vâng, rất là nhiều tác dụng của Hydrating B5 Serum. Thế nhưng mà sản phẩm này thì liệu có dễ sử dụng không thưa bác sĩ? Cái sản phẩm Doctor Clinic Skin Care này thì được sử dụng rất dễ, bởi vì các bạn có thể thấy rằng nó rất là phù hợp với mọi người, nhất là những người từ 18 tuổi trở lên. Thì cách sử dụng chỉ là đơn giản, các bạn làm sạch da, sau đấy bôi lên làn da 2 lần trên ngày để duy trì sức khỏe cho cái làn da của mình. Vâng, rất là đơn giản thôi, một ngày 2 lần sáng tối chúng ta sử dụng với làn da của mình. Và bên cạnh serum này thì còn có một sản phẩm khác, đó chính là Hydrating B5 Cream. Bác sĩ có thể phân tích thêm để cho chị em được hiểu rõ thêm về sản phẩm không ạ? Cái cream dưỡng ẩm Hydrating B5 thì nó sở hữu những cái thành phần vàng giúp cải thiện làn da của chúng ta khi bị lão hóa, và nó ngăn ngừa lão hóa rất hiệu quả. Và không chỉ da khô mới sử dụng kem dưỡng, mà làn da nào chúng ta cũng cần tìm hiểu một cái loại kem dưỡng để phù hợp với làn da của mình. Và sản phẩm dưỡng ẩm Hydrating B5 Cream nó phù hợp với mọi loại da. Và đặc biệt là trong sản phẩm này thì đầu tiên chúng ta phải nói đến là thành phần alpha arbutin. Ở trong cái thành phần alpha arbutin này, nó có cái tác dụng là ức chế cái sự hoạt động của men tyrosinaza, làm cho các tế bào melanocyte không hình thành được các sắc tố melanin đẩy lên trên bề mặt da nữa. Chính vì thế nó sẽ bảo vệ da một cách hiệu quả trước những tác động của các tia UV, và nó sẽ ngăn ngừa cái sự hình thành những sắc tố ở trên đám trên bề mặt da, ví dụ như nám, sạm, tàn nhang. Và thành phần tiếp theo chúng ta có thể thấy chính là hyaluronic acid. Nó giúp cho chúng ta là giữ ẩm này, xóa bỏ căng cái nếp nhăn theo thời gian, tăng cường nuôi dưỡng, kích thích sản sinh collagen. Với cái tác dụng này thì nó sẽ làm da mình căng mịn, giữ ẩm tốt ở trên da, ngăn ngừa được lão hóa nhờ cái tính chất này của acid hyaluronic. Vâng, một sản phẩm có thể nói là có rất là nhiều những thành phần vàng ở trong đó, giúp cho làn da của chúng ta đẹp hơn và thậm chí là chống lão hóa nữa. Vậy có điểm gì lưu ý khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này không ạ? Chúng ta có thể lưu ý là ví dụ như trong sản phẩm dưỡng ẩm Hydrating B5 Cream thì là một trong những cái dòng kem dưỡng ẩm được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng. Thế thì sản phẩm này thì phù hợp với những đối tượng là từ 25 đến 35 tuổi. Sử dụng cũng rất dễ dàng.
chỉ một ngày 2 lần. Và để sử dụng trọn bộ sản phẩm thì rất dễ, chúng ta sẽ sử dụng theo như thứ tự như sau. Đầu tiên là tẩy trang, dùng sữa rửa mặt, toner, sau đấy chúng ta dùng đến serum, đến retinol và sau cùng là đến kem dưỡng ẩm. Và cuối cùng nữa là khi ban ngày chúng ta ra ngoài nắng thì chúng ta nên sử dụng kem chống nắng của Dr. Clinic. Thì chúng ta sẽ đúng cái theo trình tự như thế thì các bạn sẽ sử dụng một cách hiệu quả nhất. Ví dụ như với sản phẩm Hydrating B5 Serum Dr. Clinic Skincare Clinic, chúng ta sử dụng ngày 2 lần sáng và tối. Lấy một lượng vừa đủ thoa lên mặt, sau đó chúng ta massage một cách nhẹ nhàng để cho cái tinh chất nó thẩm thấu một cách tốt hơn. Sau đấy với Retinol Dr. Clinic, chúng ta chỉ cần sử dụng một tuần một lần. Người mới bắt đầu thì chúng ta nên sử dụng cái nồng độ thấp trước. Và sau khi đã quen với Retinol rồi thì chúng ta có thể đổi sang nồng độ Retinol cao hơn. Và chúng ta khi cái sử dụng Retinol Dr. Clinic, chúng ta nên nhớ sử dụng kem chống nắng SPF từ 30 trở lên. Và với những phụ nữ mang thai hoặc mong muốn mang thai thì chúng ta nên ngừng sử dụng trước 6 tháng. Và với kem dưỡng ẩm Hydrating B5 Cream thì chúng ta nên thoa ngày 2 lần sáng và tối. Và với kem chống nắng Dr. Clinic SPF 50+ và PA++++, chúng ta phải thoa trước khi ra ngoài đường, trước khi ra ngoài trời, tiếp xúc với ánh nắng khoảng 15 phút để đạt hiệu quả một cách tốt nhất. Có thể thấy là đối với mỗi một loại sản phẩm thì chúng ta đều có những cái sự lưu ý trong cách sử dụng rất là riêng, đặc biệt là với Retinol. Và đối với chương trình ngày hôm nay thì có rất là nhiều câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình trong thời lượng ngắn ngủi này. Và chúng tôi có lẽ là sẽ ưu tiên để giải đáp hai câu hỏi của khán giả trước ạ. Và các khán giả có thể tiếp tục gửi câu hỏi về cho chương trình và bác sĩ cũng sẽ giải đáp dần dần cho quý vị. Câu hỏi đầu tiên, chúng tôi xin đến với một câu hỏi của bạn Bích Thủy, câu hỏi như sau ạ. Thưa bác sĩ, cháu năm nay 20 tuổi, có phù hợp để sử dụng Retinol Dr. Clinic không ạ? Sản phẩm Retinol Dr. Clinic nó được chia làm hai nồng độ là 0.3 và 0.5. Thế thì da của bạn thì có thể sử dụng Retinol của Dr. Clinic. Và cái sản phẩm này tốt nhất bạn nên sử dụng thử ở cái nồng độ thấp 0.3 trước. Và hoàn toàn là cái sản phẩm này phù hợp với mọi loại da, cho nên bạn có thể yên tâm khi sử dụng. Và khi sử dụng thì sản phẩm này bạn nên nhớ sử dụng kèm theo là kem chống nắng SPF từ 30 trở lên. Vâng, như vậy là từ tuổi 20 là chúng ta đã có thể sử dụng Retinol. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Diệp Chi ạ. Sau khi sinh xong, da của em bị lão hóa rất trầm trọng và thấy mọi người sử dụng Dr. Clinic rất là nhiều. Xin bác sĩ hãy cho lời khuyên về việc sử dụng sản phẩm này ạ. Thì sản phẩm Dr. Clinic thì nó quan trọng là phù hợp với mọi loại da, kể cả đối với những chị em vừa mới sinh xong. Thế nhưng mà đối với bạn thì tôi khuyên rằng chúng ta không nên sử dụng ngay trong cái lúc đang cho em bé bú. Và đối với những chị em phụ nữ mang thai thì cũng có thể dùng được. Nhưng mà các phụ nữ đang mang thai hoặc là đang mong muốn mang thai thì chúng ta nên ngừng sử dụng trước 6 tháng để cho an toàn. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ngày hôm nay. Bác sĩ đã giải đáp được rất là nhiều điều đặc biệt thú vị mà các chị em và phụ nữ đều rất là quan tâm ạ. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy một điều đó là để mà chúng ta có thể đẹp hơn, nâng hạng được nhan sắc của mình không phải là một việc làm dễ dàng, mà nó còn cả là cả một quá trình để chúng ta tìm hiểu và chắt lọc thông tin sản phẩm cực kỳ kỹ càng. Bên cạnh đó thì cũng phải dành rất là nhiều thời gian để có thể chăm sóc làn da của mình nữa. Và mong rằng là qua video ngày hôm nay thì quý vị khán giả cũng đã có cho mình thêm nhiều kiến thức để chăm sóc da này, biết thêm được những sản phẩm hữu ích cho việc giữ vẻ đẹp của tuổi thanh xuân của mình được dễ dàng hơn như là sản phẩm Dr. Clinic. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc và rất là cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã đến và tham gia chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.